Nam Mô A Di Đà Phật. Giác lại xin chào tất cả bà con cô bác anh chị em, chúc tất cả bà con cô bác anh chị em xem kênh Thần Tài Giải Trí cũng như xem kênh Giác Lại Vlog được nhiều niềm vui, an lạc, gia đạo bình an hơn, thành công hơn, tốt đẹp hơn trong cuộc sống, trong ngày mới, trong tháng mới. Hôm nay Giác Lại xin đọc chia sẻ tử vi tuổi Mùi tháng 9 âm lịch năm 2024, để cho bà con cô bác anh chị em tuổi Mùi và tất cả bà con cô bác anh chị em tham khảo. Nếu như có hữu ích nào đó trong cuộc sống về cái mặt thuận lợi thì anh chị em cũng có thể chủ động hơn, cho tháng mới may mắn hơn, thành công hơn, tốt đẹp hơn. Còn về cái mặt nào đó nó không được thuận lợi thì anh chị em cũng có thể chủ động hơn trong cuộc sống của chúng ta trong cái tháng mới này. Nam Mô A Di Đà Phật. Giác Lợi mong rằng Giác Lợi đọc chia sẻ tử vi tuổi Ngọ trong cái tháng 9 âm lịch này cũng có thể giúp cho anh chị em chúng ta có cái nhìn thoáng hơn trong cái tháng 9 âm lịch này đối với anh chị em tuổi Ngọ. Thì trong cái tháng 9 âm lịch năm 2024 này, tuổi Mùi được dự định rằng nhiều sóng gió chờ sẵn, chớ nên mạo hiểm. Trong cái tháng 9 âm lịch này sóng gió bắt đầu dồn dập đối với anh chị em tuổi Mùi của chúng ta. Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tức, cái tháng Tức, Thìn Tức Sửu Mùi. Cho nên anh chị em chúng ta làm gì làm chúng ta cũng thật cẩn thận, tránh để những gặp những sự cố đáng tiếc nào có thể mà xảy ra. Trong khi đó Giác Lợi đọc chia sẻ tử vi trong cái tháng 9 âm lịch này nó trước một tháng thì anh chị em cũng có thể nghe để chúng ta chiêm nghiệm trong cuộc sống, chúng ta chủ động hơn. Xin anh chị em chúng ta tham khảo, nếu như tham khảo thấy có hữu ích nhớ chia sẻ cho đông đảo mọi người cùng xem và cùng tham khảo với Giác Lợi. Bước sang cái tháng 9 âm lịch năm 2024 này, người tuổi Mùi do ảnh hưởng của cục diện tương phá, vận trình của người tuổi Mùi được dự báo có nhiều bất ổn, sóng gió chờ sẵn. Đây là một tháng thích hợp để ổn định bản thân và tích lũy sức lực. Bạn không nên thực hiện những thay đổi lớn hoặc là những bước đi mạo hiểm nào đó. Nói chung là công việc cũ trong tháng này nên làm, không nên vội vàng đầu tư mới hay là mở rộng quy mô làm ăn gì đó trong cái tháng 9 âm lịch này đối với anh chị em tuổi Mùi của chúng ta không có thuận lợi. Và đặc biệt hơn nữa là anh chị em chúng ta trong cái tháng 9 âm lịch này nhớ cẩn thận từng lời ăn tiếng nói, dễ bị cái miệng của chúng ta làm hại chúng ta. Một phước cũng từ miệng mà ra, quả cũng từ miệng mà ra đối với anh chị em tuổi Mùi. Trong công việc và cuộc sống hãy giữ thái độ thận trọng, tỉ mỉ và làm việc chăm chỉ để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Thách thức chắc chắn không thể thiếu. Khi đưa ra những quyết định nào đó, người tuổi Mùi cần có sự tính toán kỹ càng và đừng quên mục tiêu kế hoạch ban đầu của bạn mà bạn đã đề ra. Tài vận trong tháng này khá bấp bênh, làm nhiều nhưng hưởng ít. Nếu thời điểm này bản mệnh còn lười biếng thì gần như nguy cơ thua lỗ còn cao hơn. Tháng này việc đầu tư cũng nên tiến hành ở quy mô vừa và nhỏ, cẩn thận từng đường đi nước bước sẽ không thiếu không thừa đối với anh chị em chúng ta. Nói chung là cẩn thận từng nước bước của chúng ta sẽ không thừa đối với anh chị em chúng ta. Trên cái phương diện tình cảm không lý tưởng, tình cảm vợ chồng lạnh nhạt, không khí gia đình căng thẳng. Người tuổi Mùi độc thân an phận, thỏa mãn các mối quan hệ hiện tại, tạm gác chuyện yêu đương qua một bên. Cho nên chuyện tình cảm trong tháng này cũng chưa được tốt lắm. Đôi khi vì bận rộn trong công việc hay là vì công việc nó khó khăn, nó dồn dập, làm cho chúng ta đầu óc của chúng ta không có linh hoạt, cũng không có nghĩ tới vấn đề yêu đương. Cho chúng ta lo tập trung vào giải quyết công việc còn chưa xong đây nữa mà yêu đương. Cho nên là cái chuyện tình cảm trong tháng này nó kéo theo, nó cũng không có được tốt. Về vấn đề sức khỏe của người tuổi Mùi cần đặc biệt chú ý đến tình trạng thể chất của mình. Do áp lực công việc và cuộc sống căng thẳng nên một số tình trạng khó chịu có thể xảy ra đối với cơ thể của chúng ta. Cần sắp xếp thời gian làm việc nghỉ ngơi hợp lý, duy trì thói quen sinh hoạt điều độ, tiến hành khám sức khỏe định kỳ và cố gắng tránh tình trạng mà thức khuya. Và chúng ta nên dậy sớm để chúng ta tập thể dục của chúng để chúng ta rèn luyện sức khỏe của chúng ta. Xin nhắc nhở anh chị em chúng ta trong cái tháng 9 âm lịch này là cái tháng đại hạn cuối cùng của năm 2024 này đối với anh chị em chúng ta, Thìn Tức Sửu Mùi. Cho nên anh chị em chúng ta cẩn thận từng chi tiết một, tránh họa từ miệng mà ra nên cẩn thận. Anh chị em chúng ta nên lưu ý chúng ta tháng này là chúng ta cái thái tuế nó dồn dập trong tháng này, anh chị em chúng ta nên cẩn thận.
Sự nghiệp của người tuổi Mùi bị cái tương phá đảo lộn trong cái tháng 9 âm lịch này. Những kế hoạch mà người tuổi Mùi đã dạch sẵn ra từ trước, trong tháng này nhiều vấn đề có thể ập đến, rắc rối phát sinh. Bạn cần có sự chuẩn bị tâm lý cho rõ ràng, kỹ lưỡng để chúng ta lỡ có sự cố phát sinh, ngoài ý muốn chúng ta cũng khắc phục, chúng ta xử lý tốt. Vận trình công việc nhiều biến động, thăng trầm bất ổn, các dự án của bản mệnh vì thế mà gặp nhiều trợ lực. Bạn được khuyên hãy giữ thái độ thận trọng, tỉ mỉ, làm việc chăm chỉ để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai, để hạn chế những sai sót xảy ra trong cái tháng 9 âm lịch này đối với anh chị em tuổi Mùi của chúng ta. Áp lực từ nhiều phía, thách thức chắc chắn không thể thiếu. Sự cạnh tranh trong tháng này cũng tăng mạnh. Con giáp tuổi Mùi không phí phải đề phòng, kể cả những nhân tố ngoại lực hay là nội bộ lục đục gì đó, chúng ta không có phí đâu. Chúng ta chủ động hơn, chúng ta dè dặt hơn, không có phí đối với anh chị em chúng ta, mà chúng ta sẽ có thể chủ động hoặc là cái thế phòng bị, thì khi có sự cố chúng ta không bị rối. Nhớ trong tháng này lại thêm nguyệt lệnh lâm đất mộ cho thấy trong cái tháng này sự trì trệ chậm chạp và né tránh có thể có những căng thẳng trước mắt, khiến cho tuổi Mùi cảm thấy mệt mỏi, khó duy trì được quyết tâm lâu dài, sinh ra tâm lý trốn tránh lúc nào không hay, không biết. Có thể đôi khi gì có khó khăn nào đó, chúng ta cũng trốn tránh, tìm cách chúng ta trốn tránh, mà đôi khi bản thân của chúng ta không biết không hay, tới chừng mà chúng ta nhìn lại thì đôi khi cái sự việc nó là nó đã có rồi, anh chị em chúng ta để ý có không ha. Tuy nhiên bạn càng hiểu sự chủ động, càng năng nổ, càng thì chúng ta sẽ tránh né được, giảm bớt được những rắc rối gia tăng. Càng những lúc áp lực, khi buồn bực hay cảm thấy chán nản, bạn càng phải kiên cường hơn nữa, nhẫn nhịn, bởi không phải người khác mà chính bạn mới có thể quyết định vận mệnh của mình trong cái tháng 9 âm lịch này. Theo như chúng ta gặp người khác, còn gặp những chuyện trở ngại khó khăn, nếu mà chúng ta không cố gắng, chúng ta không nhẫn nhịn, không nhẫn nại, mà chúng ta tranh chấp, tranh cãi, chúng ta phỉ báng hay là chúng ta bỏ cuộc giữa chừng, thì chúng ta làm sao mà chúng ta vượt qua được. Đòi hỏi chúng ta cần phải cố gắng tốt, thành công hay không, vượt qua được hay không là do bản thân của chúng ta tự cố gắng đấy, chúng ta nên nhớ. Bạn cũng có thể nhìn sự việc theo các góc độ hay khía cạnh khác nhau, thay đổi một chút tâm trạng hiện tại. Chắc chắn người thông minh như bạn sẽ sớm tìm ra các giải pháp khắc phục khó khăn và giành lại thế chủ động trong mọi chuyện. Có thể là chúng ta khắc phục được. Người tuổi Mùi của chúng ta là người tài năng, chúng ta có thể, chúng ta sẽ linh hoạt và tự chúng ta cũng có thể sẽ chủ động hơn, thì nó cũng sẽ tốt hơn. Khi đưa ra bất cứ quyết định nào, bạn cần phải có sự tính toán kỹ càng và đừng quên mục tiêu kế hoạch của bạn ban đầu. Và chúng ta nên nhớ rằng tránh làm những việc nào trái với nhân quả, trái với pháp luật trong cái tháng 9 âm lịch này. Ngoài ra bạn cũng cần nỗ lực và chăm chỉ hơn, tập trung vào việc hoàn thiện bản thân, học hỏi, đồng thời tiếp tục lập các mối quan hệ cá nhân và kỹ năng làm việc nhóm tốt hơn, để thêm những sự trợ giúp hữu ích khi chúng ta cần thiết, chúng ta có người giúp đỡ chúng ta khi chúng ta khó khăn đó. Nhìn chung do vận khí bất ổn trong cái tháng 9 âm lịch này, nên đây là một tháng thích hợp để tuổi Mùi ổn định bản thân và tích lũy sức lực. Bạn không nên thực hiện những thay đổi lớn hoặc là những bước đi nào đó mạo hiểm trong cái tháng 9 âm lịch này đối với anh chị em tuổi Mùi. Cái đường tài lộc của tuổi Mùi trong cái tháng 9 âm lịch này cũng bộc lộ sự thụt lùi, kém sắc. Các kế hoạch kiếm tiền, làm giàu thường vấp phải sự cố hoặc là thất bại phút chót, khiến cho con giáp tuổi Mùi khá là chán chường, có tâm lý muốn bỏ cuộc trong cái tháng 9 âm lịch này. Nếu như bị tương phá báo hiệu, điềm báo có cạnh tranh ngầm, đấu đá chiếm đoạt lợi ích, tiểu nhân đâm lén sau lưng bạn, thì nguyệt lệnh lâm mộ lại ám chỉ đường tài lộc của con giáp này nhiều thăng trầm. Lúc được thì cũng rất là nhiều, khi mất cũng mất không hề ít. Có nghĩa là chúng ta kiếm được 10 đồng có thể chúng ta rất là nhiều, nhưng thật sự ra chúng ta chi tiêu, chúng ta có sự việc chúng ta sử dụng có thể 12, 13 đồng. Giàu nhiều nhưng mà ra nhiều, quan trọng là anh chị em tích lũy được hay không mới là vấn đề quan trọng và mấu chốt trong cái tháng 9 năm lịch này.
Thời điểm này bạn có thể làm nhiều mà hữu ích. Nếu còn lười biếng thì gần như nguy cơ lỗ càng cao hơn. Làm gì cũng phải hết sức tỉnh táo và thận trọng. Không nên tin người thái quá kẻo rước họa vào thân trong cái tháng 9 âm lịch này. Đặc biệt là với những người mà làm việc có liên quan tới giấy tờ hay là những con số hay gì đó. Những con số mà tính toán hay những người làm kế toán rồi, chúng ta cần phải cẩn thận những hợp đồng, những cái bản tính toán cho kỹ lưỡng chứ đừng để cho sai sót. Tháng này nhiều việc đầu tư cũng chỉ nên tiến hành ở quy mô vừa và nhỏ. Cẩn thận từng đường đi nước bước sẽ không thừa. Những trò đỏ đen cá cược phải quyết tuyệt đối tránh xa để không vướng vào những tổn thất không thể khắc phục được trong cái tháng 9 âm lịch này. Nhất là những anh chị em nào mê cái trò chơi đỏ đen rồi đó, trong cái tháng 9 âm lịch này chúng ta nên hạn chế bớt. Chúng ta không nên trong cái tháng 9 âm lịch này vì không có lợi. Càng nóng thì càng dễ dàng chúng ta sai lầm trong cái tháng 9 âm lịch này về cái phương diện mà tiền bạc. Quản lý tài chính cần phải được thực hiện nghiêm túc và kịp thời để giữ được tiền trong túi. Nếu người tuổi Mùi có các khoản tiền nhàn rỗi thì cũng không nên đầu tư liều vào hạng mục nào đó mà mình chưa rõ, hoặc là chỉ vì nghe lời của người khác về dụ dỗ hay là nói ngon nói ngọt trong tháng 9 năm lịch này. Chúng ta nên nhớ đường tình duyên của tuổi Mùi trong tháng 9 năm lịch, dù có thái âm nhập mệnh nhưng ảnh hưởng của tương phá thái tuế quá lớn nên chuyện tình cảm của tuổi Mùi trong tháng này khá là bấp bênh, nhiều nỗi buồn, thậm chí cả nguy cơ đổ vỡ trong cái tháng 9 âm lịch này đối với anh chị em chúng ta cũng rất là cao. Với các cặp vợ chồng tình cảm lạnh nhạt, nguyên nhân cũng bởi bản mệnh có xu hướng hành động thiên về công việc mà lơ là chuyện tình cảm. Công việc quan trọng nhưng gia đình cũng không thể bỏ lỡ. Chính vì chưa thể cân bằng được hai vấn đề này nên tuổi Mùi và bạn đời sẽ thường xảy ra những tranh cãi, những tranh chấp thật sự không đáng có. Cái tình cảm của chúng ta nên bao dung hơn, chúng ta dung đắp hơn, chúng ta con đường chúng ta đã chọn. Chứ nếu mà cái tình cảm mà chúng ta mãi mê vào công việc mà tình cảm chúng ta nhạt phai, một khi mà chúng ta đánh mất rồi thì chúng ta mới cảm thấy nối tiếc, hay là chúng ta cảm thấy rằng là tại sao, tại vì bị mà thì là trước chúng ta không cố gắng. Đôi khi cái nhàm chán trong cái vấn đề tình cảm vợ chồng sống lâu ngày thành nó cảm thấy một cái nhàm chán. Bởi ông bà xưa người ta có nói câu của lạ còn của ta là cũ, cho nên là thành ra nó nhạt phai là vậy. Chúng ta cần phải có cái sự thăm nóng tình cảm, dung đắp chuyện tình cảm cho nó tốt hơn. Người tuổi Mùi độc thân an phận, thỏa mãn các mối quan hệ hiện tại, tạm gác chuyện yêu đương qua một bên, nhưng thực tế thâm tâm bạn vẫn mong muốn có được hạnh phúc và thuộc về riêng mình. Đôi khi mình cũng muốn nhưng mà vì công việc quá áp lực cho nên chúng ta chưa có sắp xếp được thời gian. Đà mong rằng anh chị em chúng ta nên thận trọng hơn và nên dành nhiều thời gian hơn cho vấn đề chuyện tình cảm của chúng ta. Ban ngày thì không được thì ban đêm, những lời nói hỏi thăm, những hay là những lời an ủi hay là những lời giải tỏa tâm lý cũng rất là quan trọng đối với anh chị em. Dù rằng các mối quan hệ của bạn không đến nỗi tệ, nhưng để tìm được người tâm đầu ý hợp và có thể tiến tới hôn nhân đối với những người độc thân chẳng dễ dàng trong cái tháng 9 âm lịch này đối với anh chị em của chúng ta. Chúng ta cũng cần phải chú ý ha. Cái vấn đề sức khỏe của tuổi Mùi trong cái tháng 9 âm lịch này, tình hình sức khỏe của tuổi Mùi trong tháng 9 năm 2024 âm lịch có những vấn đề cần phải đặc biệt lưu ý. Do áp lực tinh thần lớn nên sẽ gây ra ảnh hưởng tới thể trạng của bạn. Những triệu chứng khó chịu xảy ra thường xuyên hơn trong cái tháng 9 âm lịch này. Hơn nữa, tình trạng chán nản, sa sút tinh thần kéo dài có thể gây nên chứng trầm cảm. Bạn nên chia sẻ và tâm sự với người thân, người bạn bè hoặc là người bạn đời của mình để có thể tìm được sự hỗ trợ kịp thời. Mặc dầu không có hỗ trợ nhưng ít ra chúng ta cũng bày tỏ được, chúng ta cũng trút bỏ được những gánh nặng trong lòng của chúng ta. Những cái gì của quá khứ chúng ta nên cho nó ngủ yên, chúng ta nên quên đi. Chúng ta nên nhìn về những cái tương lai. Cái quá khứ thì chúng ta không thay đổi được mà chúng ta để nó trong lòng. Giống như có người phỉ báng hay có người làm chúng ta buồn lòng lòng, họ chửi sỉ phỉ báng chúng ta để một, chúng ta nhớ một ngày thì có thể là họ phải phỉ báng chúng ta một ngày. Mà ví dụ chúng ta nhớ một năm thì có thể là họ sẽ phỉ báng chúng ta một năm.
Cho nên là chúng ta những cái chuyện không vui của quá khứ chúng ta nên bỏ qua, chúng ta nên nhìn về những cái hiện tại trước mắt, cái tương lai của chúng ta cần phải giải quyết trong cái tháng này. Thông qua những biện pháp mà này thì bạn cần phải sắp xếp thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, duy trì các mối quan hệ sinh hoạt điều độ, tiến hành khám sức khỏe định kỳ để tránh sức khỏe của chúng ta bị giảm sút. Chúng ta phòng bệnh hơn là chúng ta trị bệnh. Chúng ta vừa trị bệnh là chúng ta vừa tốn tiền mà lại vừa tốn thêm thời gian, nhân lực, sức khỏe của chúng ta chưa chắc gì được tốt như lúc ban đầu. Những thông qua những biện pháp này chúng ta cũng có thể, người tuổi Mùi có thể giải quyết những rắc rối bên trong, cải thiện tâm trạng, cải thiện thể chất và khả năng miễn dịch, đồng thời đương đầu tốt hơn với những thử thách trong công việc và cuộc sống. Có nghĩa là chị em chúng ta, nếu như chúng ta muốn điều độ, chúng ta không thức khuya, chúng ta dậy sớm để tập thể dục, tập dưỡng sinh thì cái sức khỏe của chúng ta nó đầy đủ, nó cải thiện thì công việc của chúng ta cũng sẽ giảm bớt đi những áp lực hay là những cái rắc rối nào đó. Bởi vì tinh thần chúng ta, đầu óc chúng ta thoải mái, sức khỏe chúng ta tốt thì chúng ta cũng có thể giải quyết mọi vấn đề linh hoạt hơn, tốt hơn. Nhớ anh chị em chúng ta cần phải lưu ý. Thì tiếp theo giác lợi xin đọc từng con giáp để anh chị em chúng ta thấy cái mặt nào đó thuận lợi chúng ta tham khảo thêm. Về cái mặt nào không thuận lợi thì chúng ta chủ động hơn. Cái tuổi nào may mắn, tuổi nào hạp hay là cái màu sắc nào may mắn, chúng ta có thể vận dụng cái phong thủy vào trong cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như chúng ta hạp màu đỏ, chúng ta có thể đi làm mặc áo màu đỏ, đội nón hay là mang đôi giới, đôi tất vân vân. Hay tại bàn làm việc chúng ta để bình bông màu đỏ vân vân và vân vân. Nhớ. Đầu tiên là tuổi Ất Mùi mạng kim, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, nhiều vấn đề rắc rối ập đến trong tháng này, cần có sự chuẩn bị về tâm lý trong tháng 9 năm lịch này. Quý nhân giúp đỡ là tuổi Hợi và tuổi Mão, tiểu nhân không hợp là tuổi Tức và tuổi Thân. Màu sắc may mắn là màu nâu và màu vàng đối với anh chị em của chúng ta. Cảm ơn anh chị em tuổi Ất Mùi mạng kim, chúc anh chị em chúng ta trong tháng 9 năm lịch may mắn hơn, thành công hơn. Tiếp tục là giác lợi nói về tuổi Đinh Mùi mạng thủy, nam thì sao Thái Bạch, nữ thì sao Thái Âm. Sao Thái Bạch cử mặc đồ trắng, sao Thái Âm cử mặc đồ đen. Mà ai sao Thái Bạch thì dù chúng ta làm có được tiền nhưng mà chúng ta giữ được tiền hay không mới là cái vấn đề quan trọng. Cái lời khuyên dành cho anh chị em chúng ta trong tháng 9 năm lịch này, chúng ta khó duy trì được quyết tâm lâu dài, sinh ra tâm lý của chúng ta bị chán nản, dễ trốn tránh, cho nên cần phải chuẩn bị tâm lý trước trong cái tháng 9 năm lịch này. Quý nhân giúp đỡ là tuổi Ngọ và tuổi Tỵ, màu sắc may mắn là màu trắng và màu xanh. Cái tiểu nhân không hợp là tuổi Thìn và tuổi Tức. Chúc anh chị em tuổi Đinh Mùi mạng thủy trong cái tháng mới âm lịch thành công hơn, tốt đẹp hơn. Tiếp theo giác lợi nói về tuổi Kỷ Mùi mạng quả, nam La Hầu, nữ Kế Đô. Năm nay sao chúng ta sao xấu nha, chúng ta cẩn thận. Cái đường tài lộc nhiều thăng trầm, được nhiều mà mất cũng không hề ít đối với anh chị em của Kỷ Mùi của mạng quả của chúng ta trong tháng 9 năm lịch này. Quý nhân giúp đỡ là tuổi Tỵ và tuổi Hợi, màu sắc may mắn là màu xám và màu cam. Cái tiểu nhân không hợp là tuổi Sửu và tuổi Ngọ đối với anh chị em tuổi Kỷ Mùi mạng quả. Chúc anh chị em tuổi Kỷ Mùi mạng quả tháng 9 năm lịch thành công hơn, tốt đẹp hơn. Tiếp tục là giác lợi nói về tuổi Tân Mùi mạng thổ, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương. Chuyện tình cảm khá là bấp bênh, nhiều nỗi buồn, nhiều mâu thuẫn. Anh chị em chúng ta nên cẩn thận từng lời ăn tiếng nói nhẫn nhịn trong cái tháng 9 năm lịch này, nên học cách bao dung hơn. Quý nhân giúp đỡ tuổi Mão và tuổi Ngọ, tiểu nhân không hợp là tuổi Tý và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn là màu cà phê và màu nâu. Chúc anh chị em tuổi Tân Mùi mạnh thổ trong tháng 9 năm lịch này thành công hơn, tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Tiếp theo giác lợi nói về tuổi Quý Mùi mạng mộc, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm. Thái Bạch cử mặc đồ trắng, Thái Âm cử màu đen. Thái Bạch thì hao tài tốn của, Thái Âm là sức khỏe không được tốt. Cái lời khuyên dành cho anh chị em tuổi Quý Mùi mạng mộc đó là áp lực tinh thần lớn nên dễ gây ra ảnh hưởng tới thể trạng sức khỏe của chúng ta, nên cẩn thận vấn đề sức khỏe trong tháng 9 năm lịch này. Quý nhân giúp đỡ là tuổi Mão và tuổi Tỵ, màu sắc may mắn là màu xanh và màu đen. Tiểu nhân không hợp là tuổi Tức và tuổi Sửu. Chúc anh chị em tuổi Mùi trong cái tháng 9 năm lịch này may mắn hơn, thành công hơn, tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Giác lợi tóm lại cho anh chị em chúng ta, nhất là những người tuổi Mùi mạng thủy và mạng kim, trong cái tháng 9 âm lịch này chúng ta nên học cách nhẫn nhịn, nhẫn nại, tránh xen vào chuyện của người khác và đặc biệt là vấn đề sức khỏe của chúng ta. Nói chung hai cái tuổi này là nó sẽ nặng hơn những cái tuổi khác của tuổi Mùi trong cái tháng 9 âm lịch này, nhưng do cái ảnh hưởng của thái tới trong cái tháng 9 âm lịch này quả là nhiều hơn phúc,
Và cho nên anh chị em chúng ta phải cẩn thận từng lời ăn tiếng nói họa thị phi. Và nếu mà chúng ta có cái họa quyết quan trong cái tháng 9 âm lịch này, cho nên anh chị em chúng ta di chuyển bằng xe cộ, hay là chúng ta làm những việc mà có vật sắc bén nhọn, hay những việc trên cao nguy hiểm, chúng ta nên cẩn thận để tránh bị ảnh hưởng đến thể trạng và sức khỏe của chúng ta. Mong rằng anh chị em tuổi mùi của chúng ta trong tháng 9 may mắn hơn, thành công hơn, tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Khi tham khảo nếu mà có hữu ích, anh chị em nhớ chúng ta chủ động hơn trong công việc, và nếu có điều kiện chúng ta nhớ chia sẻ giúp giấc lợi để cho đông đảo mọi người cùng xem và cùng tham khảo. Nam Mô A Di Đà Phật, xin chào tạm biệt anh chị em, và hẹn gặp lại anh chị em vào video sau. Nam Mô A Di Đà Phật, xin chào tạm biệt. Giác lại cũng nhắc nhở anh chị em chúng ta thêm một chút xíu ha. Trong cái tháng 9 âm lịch này, liên quan tới tiền bạc, tránh cho người khác vay mượn tiền hoặc là đứng ra bảo lãnh tiền giùm ai trong tháng 9 âm lịch này. Anh chị em chúng ta nên nhớ. Xin cảm ơn.